Welcome back to the ASEAN Children Festival, the Music Gala. Ladies and gentlemen, coming from different backgrounds, but they have all used music to share their stories. And the next story will be told by the Mandaue Children Choir from Cebu, Philippines. They have won very many previous and good prizes in the high contest and festival of choirs around the world. And today, let's see what they'll be telling us with their stories on stage. Now you know.
từ vũ đạo, trang phục cho đến giọng hát của các bạn nhỏ Philippines. Còn bây giờ thì những giai điệu của âm nhạc dân gian Việt Nam sẽ quay trở lại với sân khấu của đêm gala. Hãy cùng chào đón các em nhỏ đến từ câu lạc bộ Họa Mi và các nghệ sĩ nhà hát múa rối Việt Nam. That was a very superb performance from the Mandaue Children Choir Philippines. It was wonderful from their costumes, their singing and their dancing also.